người thương. Người chiều chiều nàng ra bờ sông giặt áo, ra bờ sông như heo lứa đôi má áo ơi cho anh giờ mà tình em mong người ơi sao được tôi xuôi dòng sông bờ sông ân hàng với em mai mốt đây đến cao trầu nhờ người sẽ duyên tình ta em cho nên là buồn anh sẽ thơ cùng mẹ cha hai chúng ta yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ quay ngang rồi bao. Thằng Tẩm cái tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng về bị nó ăn hiếp. Nên ba cái dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu. Bàn sớm bàn tới bàn lũi, anh buồn thiệt là buồn. Hôm có lệnh tòng quân, sao anh không cho em biết? Anh sợ cái lắc đầu và một tiếng không. Rồi mình cứ ngơ mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gây buồn cho người đi kẻ nào.
trong trời xa. Dường như trông thấy chiếc áo nàng phơi, dòng sông chợ mới người ơi, thương nhớ nhau dù chưa hẹn trầu. Chờ có lâu lắm.